Salon ô tô Luxury K 166 đường Trường Chinh, thành phố Hải Dương. Xin được kính chào tất cả quý vị, quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán trao đổi ô tô cũ của Salon chúng em. Tại đây thì Salon chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những dòng xe đã qua sử dụng, đều có cam kết bảo hành bằng văn bản, xe không tai nạn, không ngập nước, vấn đề hồ sơ pháp lý luôn luôn chuẩn chỉ. Quý vị, quý chị có thể về trực tiếp địa chỉ của Salon là số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, hoặc kết nối gọi điện vào số 0828 066 166 với số 0978 607 555. Và quay vào chủ đề chính ngày hôm nay, em làm video chi tiết để mô tả về chiếc xe Kia Cerato. Chiếc này là chiếc Kia Cerato số sàn động cơ 1.6, sản xuất năm 2018. Xe mới sử dụng được 48.000 cây, tức là 4.8 đấy ạ. Còn rất đẹp. Và chiếc xe này hiện tại đang có mức giá chào bán là 468 triệu. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng được 70% giá trị xe. Chiếc xe này ngoại thất màu đen và nội thất bên trong là màu kem. Xe trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, có đèn bi xenon, giải LED định vị ban ngày, 4 la răng hợp kim đúc 17 inch, đi kèm theo 4 phanh ABS, xi nhan báo rẽ được tích hợp trên gương. Option ở trên xe thì gồm có vô lăng tích hợp các nút điều chỉnh như cruise control, tự động chân ga, chế độ đàm thoại rảnh tay và một số cái tính năng khác, màn hình cam lùi, điều hòa tự động hai vùng độc lập, có thêm một khe gió điều hòa hàng ghế thứ hai, có sạc thông minh không dây dành cho điện thoại tầm từ iPhone 7 trở lên. Nội thất kem là 5 chỗ ngồi. Ghế da còn rất sạch sẽ, chất lượng da còn rất căng. Giá chỉ có 468 triệu thôi. Chiếc này là bản đủ nhá. Líp bô đôi thể thao có cánh gió. La răng xoắn ghế múi. Gương chỉnh điện gập điện và gương cũng là auto luôn. Gương auto, đèn auto, điều hòa auto. Phải nói là option của chiếc xe này rất nhiều. Đây, xe đi 48.265 cây. Đây, dưới nắp capo là động cơ 1.6 lít, số sàn. Sau khi quý vị quý chị xem xong clip này mà có nhu cầu muốn mua chiếc xe thì vui lòng liên hệ cho em vào số 0828 066 166 với số 0978 607 555. Chiếc xe này là Kia Cerato số sàn động cơ 1.6, sản xuất năm 2018, ngoại thất màu đen và nội thất bên trong màu kem, bản đủ. Hiện tại đang được chào bán mức giá là 468 triệu, hỗ trợ banh được 70%.